Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một - Chơn Thành có kinh phí dự kiến hơn 36.000 tỷ đồng, sắp được đầu tư xây dựng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư xây dựng dự án theo hình thức PPP, đối tác công tư. Dự án dài 70 km, rộng 60 m, bắt đầu từ Chơn Thành Bình Phước đến nút giao Gò Dưa Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, đoạn đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, nút giao Gò Dưa Vành Đai 2 đến ranh tỉnh Bình Dương có kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng. Đoạn Bình Dương dài 57 km có kinh phí 30.000 tỷ đồng, với 28 km đi trên cao, 29 km đi dưới đất và 10 cầu vượt. Đoạn còn lại đi qua tỉnh Bình Phước dài 11,5 km, kinh phí khoảng 3.000 tỷ đồng. Cao tốc này được đánh giá là công trình quan trọng kết nối giao thông giữa các tỉnh Bình Phước, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.